vị đang theo dõi tạp chí Ngân hàng trên kênh FBNC. Thưa quý vị, ngày 29 tháng 2 vừa qua, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tuyên bố hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng thương mại. Mức dự trữ bắt buộc mới sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 3. Đây là một động thái được cho là nhằm thúc đẩy hoạt động đầu tư. Kể từ ngày 1 tháng 3, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc BBOC áp mức tỷ lệ dự trữ bắt buộc mới là 17%, giảm 0,5 điểm phần trăm so với mức cũ. Đây là lần thứ 5 BBOC hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc trong vòng 1 năm qua. Các nhà phân tích cho biết động thái tỷ lệ dự trữ bắt buộc đã phát đi một thông điệp rõ ràng về nỗ lực của chính phủ Trung Quốc nhằm thúc đẩy niềm tin nhà đầu tư. Ngân hàng Trung ương vẫn đang theo đuổi mục tiêu tiếp tục duy trì ổn định chính sách tài chính, nhưng đã có những biện pháp rất cởi mở được đưa ra. Việc hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc sẽ làm tăng thêm niềm tin và sự lạc quan của nhà đầu tư khi họ ra quyết định tại thị trường Trung Quốc. Chính yếu tố tâm lý này sẽ thúc đẩy tăng trưởng của thị trường. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc thấp hơn đồng nghĩa với việc các ngân hàng thương mại có dồi dào thanh khoản hơn để cho vay, từ đó hỗ trợ phát triển kinh tế. Các nhà đầu tư sẽ vay tiền nhiều hơn, chi phí đi vay giảm nói chung sẽ có tác động tích cực lên hoạt động đầu tư. Bên lề hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương G20 cuối tuần qua, một thỏa thuận quan trọng đã được ký kết giữa Trung Quốc và đại diện Ngân hàng Phát triển mới khối BRICS. Thỏa thuận đánh dấu sự hoàn thành những thủ tục pháp lý cuối cùng trước khi trụ sở chính của ngân hàng chính thức hoạt động tại Thượng Hải. Cuối tuần qua, cái bắt tay và thỏa thuận vừa được ký kết giữa Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và ông Vaman Kamat, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển mới BRICS, gọi tắt là NDB BRICS, đã hợp thức hóa sự ra đời của trụ sở chính NDB BRICS tại Thượng Hải, Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng rằng Ngân hàng Phát triển mới NDB không chỉ mang đến lợi ích cho nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS, mà còn là cánh tay hỗ trợ tài chính quan trọng cho các nước đang phát triển. Từ đây, chúng tôi kỳ vọng vào một cỗ máy hoàn hảo có khả năng quản lý và cải thiện kinh tế thế giới nói chung. Quyết định thành lập Ngân hàng Phát triển mới thuộc khối BRICS vào tháng 7 năm 2015 đánh dấu tham vọng cạnh tranh của các quốc gia thành viên BRICS gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi đối với các tổ chức tiền tệ quyền lực hiện nay như Ngân hàng Thế giới World Bank hay Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Cũng theo Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, ngân hàng hiện có nguồn vốn ban đầu là 50 tỷ đô la Mỹ và sẽ bắt đầu thực hiện các dự án cho vay kể từ tháng 4 năm nay. Vào ngày 29 tháng 2 vừa qua, Argentina đã đạt được thỏa thuận với 4 quỹ đầu cơ lớn đang kiện nước này từ năm 2012 với số tiền lên đến hơn 4,6 tỷ đô la Mỹ. Với thỏa thuận này, Argentina sẽ có cơ hội tiếp cận lại với thị trường tín dụng toàn cầu và khôi phục nền kinh tế sau nhiều năm bị phong tỏa. Theo phán quyết của tòa, Argentina có nghĩa vụ thanh toán 75% số nợ cho các chủ nợ, bao gồm cả gốc lẫn lãi vào ngày 14 tháng 4 tới. Ông Daniel Pollack, người đứng ra làm trung tâm hòa giải giữa Argentina và các chủ nợ cho biết, đây là một bước tiến khổng lồ trong quá trình kiện tụng kéo dài nhiều năm. Bước tiếp theo là chính phủ Argentina cần phải thuyết phục quốc hội bãi bỏ hai luật ngăn cản chính phủ trả nợ nước ngoài. Nếu điều này xảy ra, thẩm phán sẽ cân nhắc việc cấm nước này phát hành trái phiếu, và sau đó tất nhiên Argentina phải thanh toán nợ cho các chủ nợ. Trước khi đạt được thỏa thuận lần này, các quỹ đầu cơ đã từ chối hai cuộc tái cơ cấu nợ vào năm 2005 và 2010, khi Argentina đề xuất chỉ trả 6,5 tỷ đô la Mỹ thay vì 10 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, các nhà đầu tư đã chấp nhận thỏa thuận trước đây vẫn chưa nhận được khoản thanh toán nào từ quốc gia Nam Mỹ này. Vụ kiện tụng dai dẳng đã kéo theo nhiều năm bất ổn ở Buenos Aires và những chính sách kinh tế méo mó khi chính quyền của cựu tổng thống Cristina Fernandez từ chối đàm phán với các chủ nợ. Việc đạt được thỏa thuận này đã mở đường cho tân tổng thống Mauricio Macri, khi ông đã hứa hẹn sẽ đưa Argentina ra khỏi cuộc khủng hoảng tài chính và mở cửa đất nước. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý tiếp theo. Giám đốc Ngân hàng Trung ương Venezuela vừa thông báo nước này đang trong quá trình đàm phán để vay 5 tỷ đô la Mỹ từ các ngân hàng quốc tế và các quỹ đầu tư nhằm giải quyết những khoản nợ đang bao vây quốc gia dầu mỏ này. Động thái này sẽ giúp cho Venezuela có thêm 3 tỷ đô la thanh khoản và 2 tỷ đô la cho hoạt động khai thác vàng liên danh với công ty Gold Reserve của Canada. Vào hôm thứ Tư tuần trước, Venezuela và Gold Reserve đã ký một bản ghi nhớ về việc hợp tác phát triển các mỏ vàng Las Brisas và Las Cristinas nhằm mục đích dùng vàng trả cho các khoản vay. Gold Reserve bây giờ là đối tác của Venezuela khi chúng tôi sẽ cùng phát triển các dự án khai thác khoáng sản trị giá 1 tỷ đô la ở Las Brisas và Las Cristinas trong vòng 20 năm. Ông Barrentes còn cho biết, sau khi kế hoạch liên doanh được tiến hành, các ngân hàng quốc tế và các quỹ đầu tư sẽ có thể tiến hành cho Venezuela vay 5 tỷ đô la. Các nhà đầu tư ngày càng lo ngại rằng Venezuela hay công ty dầu khí nhà nước PDVSA sẽ vỡ nợ, đẩy lợi suất trái phiếu của nước này lên mức cao nhất trong các thị trường mới nổi. Dự trữ ngoại hối của Venezuela đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 17 năm vào hôm thứ Sáu, khi nước này chi 1,5 tỷ đô la để thanh toán trái phiếu. Ngân hàng Trung ương Venezuela cũng đã thực hiện các giao dịch hoán đổi vàng để đổi lấy tiền mặt từ các tổ chức tài chính. Tính đến tháng 11 năm ngoái, hơn 60% kho ngoại hối của Venezuela được tích trữ bằng vàng, nhưng kho dự trữ này đang giảm nhanh chóng. Đầu tháng 3 năm 2016 đánh dấu tháng thứ 10 liên tiếp, Ngân hàng Trung ương Úc RBA giữ nguyên mức lãi suất thấp kỷ lục 2%. Quyết định này không nằm ngoài dự đoán do nhiều chuyên gia đưa ra trước đó.
Quyết định giữ lãi suất được đưa ra sau cuộc họp chính sách hàng tháng của Ngân hàng Trung ương Úc RBA. Theo đó, việc giữ lãi suất ở mức thấp kỷ lục 2% trong 10 tháng liên tiếp của Ngân hàng Trung ương nước này không nằm ngoài dự đoán của các chuyên gia. Đây là động thái can thiệp cần thiết của Ngân hàng Trung ương Úc nhằm đối phó với những biến động tiêu cực từ kinh tế thế giới. Nỗ lực kích thích kinh tế nội địa khi cơ cấu kinh tế thay đổi không còn phụ thuộc vào khai khoáng khiến RBA quyết định cắt giảm lãi suất tại Úc từ tháng 5 năm 2015. Đặc biệt, Ngân hàng Trung ương Úc đang cân nhắc liệu thị trường lao động nước này có đủ khả năng chịu đựng trước những tác động của kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh ngân hàng trung ương các nước vẫn đang tiếp tục nới lỏng chính sách, RBA cho biết rất có thể ngân hàng trung ương nước này sẽ còn tiếp tục thực hiện một đợt cắt giảm nữa, mặc dù giữ lãi suất đã ở mức thấp kỷ lục trong suốt 10 tháng qua. Mới đây thì các nhà kinh doanh trang sức tại Ấn Độ bắt đầu cuộc biểu tình kéo dài 3 ngày, phản đối nước này bắt đầu đánh thuế bán vàng trở lại sau 4 năm. Trong buổi công bố dự thảo ngân sách vào thứ Hai vừa qua, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Arun Jaitley thông báo sẽ đánh thuế 1% đối với các hoạt động bán vàng và kim cương. Các nhà kinh doanh trang sức vô cùng bất bình với thông báo này. Ở phía bắc thành phố Lucknow, các cửa hàng trang sức đều đồng loạt đóng cửa khiến ngôi chợ chuyên bán loại hàng hóa này cũng đóng cửa. Chợ đóng cửa bởi vì vàng bị đánh thuế, chúng tôi sẽ biểu tình 3 ngày, kể từ hôm nay cho đến thứ Sáu. Sau đó chúng tôi sẽ quyết định tiếp theo nên làm gì. Cuộc biểu tình này có thể khiến lượng vàng nhập khẩu vào thị trường tiêu thụ vàng lớn thứ hai thế giới này giảm đáng kể và gây ảnh hưởng đến giá vàng toàn cầu. Chính phủ Ấn Độ vẫn đang gặp khó khăn trong việc giảm tiêu thụ vàng trong nước, mặc dù năm 2013, Ấn Độ đã áp thuế nhập khẩu vàng lên tới 10% và ra hàng loạt các biện pháp hạn chế vàng đổ vào đây. Một chủ kinh doanh trang sức ở trung tâm thành phố Bhopal cho biết, việc đánh thuế vàng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của cửa hàng. Biểu tình cũng diễn ra ở một số thành phố khác của Ấn Độ và đây cũng không phải là lần đầu tiên hoạt động này diễn ra tại đây. Năm 2012, chính phủ Ấn Độ cũng áp thuế vàng nhưng lại bị áp lực phải xóa bỏ vì các chủ cửa hàng trang sức trong nước biểu tình. Hoạt động buôn bán trang sức tại Ấn Độ đã giảm trong 2 tháng qua vì giá vàng tăng cao. Người tiêu dùng trì hoãn mua vàng để chờ thuế nhập khẩu vàng giảm bớt. Điều này khiến cho nhà nhập khẩu vàng phải giảm giá vàng đến $53 một ounce để thanh lý hàng tồn kho. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Jaitley khiến thị trường vàng ngạc nhiên khi vẫn giữ nguyên mức thuế nhập khẩu và tăng thuế chống trợ cấp đối với vàng thô từ 8% lên 8,75%. Thưa quý vị, chi phí pháp lý và tái cấu trúc tiếp tục đè nặng lên bản báo cáo kinh doanh của Ngân hàng Hoàng gia Scotland RBS. Ngân hàng này vừa có năm báo lỗ thứ 8 liên tiếp. Ngân hàng Hoàng gia Scotland RBS vừa công bố, năm 2015, RBS lỗ tới gần 2 tỷ bảng Anh, tương đương gần 2,8 tỷ đô la Mỹ. Như vậy là RBS đã lỗ 8 năm liên tiếp. Điểm đáng mừng là mức lỗ này đã giảm mạnh đến 43% so với mức lỗ gần 3,5 tỷ bảng Anh của năm 2014. Suốt từ khi nhận được gói giải cứu 45 tỷ bảng Anh của chính phủ vào năm 2008, RBS gặp lỗ liên tiếp. Các chi phí cho tái cấu trúc và chi phí pháp lý tiếp tục đè nặng lên kết quả kinh doanh của ngân hàng này. Năm ngoái, RBS đã chi 2,9 tỷ bảng Anh cho tái cấu trúc, chi phí pháp lý tốn đến 3,6 tỷ bảng Anh. Hiện tại, CEO của RBS, ông Ross McEwan, vẫn đang tiến hành tái cấu trúc mạnh mẽ, trong đó bao gồm việc thu hẹp hoạt động ở nước ngoài và tạm ngưng đầu tư mới. Phản ứng sau thông báo của RBS, cổ phiếu RBS giảm hơn 7%, xuống mức 226 bảng Anh một cổ phiếu. Và mỗi tuần một con số trong tạp chí ngân hàng tuần này, chúng tôi sẽ nhắc đến con số 3%. Theo số liệu từ Bloomberg, trong tháng 2 vừa qua, đồng won của Hàn Quốc đã giảm đến 3%, đánh dấu mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 7 năm ngoái. Đây cũng là tiền tệ có mức giảm mạnh nhất trong rổ các tiền tệ châu Á. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, sự sụt giảm này là do những căng thẳng leo thang giữa Triều Tiên và Hàn Quốc đã làm gia tăng lo ngại đối với nhiều nhà đầu tư. Bên cạnh đó, sự trở lại của tình trạng đầu cơ đô la Mỹ trước kỳ vọng vào việc tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tiếp tục đẩy đồng đô la lên mức cao. Nhiều quan điểm cho rằng đồng won sẽ còn tiếp tục mất giá trong thời gian tới khi mà cuộc họp giữa 20 nền kinh tế phát triển G20 vào tuần cuối tháng 2 vừa qua đã không đạt được thỏa thuận về các kế hoạch kích thích kinh tế hay những phương án để đối phó với sự bất ổn của thị trường tiền tệ.
vị, tạp chí ngân hàng trên kênh FBNC tuần này cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị và các tạp chí ngân hàng kỳ tiếp theo.